Hello, xin chào cả nhà nhé. Chào cả nhà một buổi sáng. Đấy, buổi sáng hôm nay nó có tí hửng nắng cả nhà này. Đấy. Hôm nay mình lại chia sẻ nhé. Lâu lâu rồi, hôm nay cũng phải là nửa tháng đấy rồi. Đấy, là chưa được, cũng phải nửa tháng chưa được ăn thịt chuột đấy cả nhà. Thịt chuột hôm nay lại ăn ở bên nhà chú Toàn đấy cả nhà. Chú Toàn lâu lâu mình bảo chú đi bẫy đi biết đi bẫy về để làm video cả nhà. Chú lại tối cũng bắt đầu mang từ chiều hôm qua đi bẫy đến hôm nay cũng phải được trên 20 con chuột rồi. Đấy, sáng nay chú đi ngó về nữa, tầm này là tầm 7:30 rồi chú đi ngó về này. Chú lại gọi cho mình rồi và lại gọi anh tập hợp anh em con cháu đấy đến để làm nẩu. Hôm nay lại nói chia sẻ cả nhà và đề luôn là làm lẩu chuột nhá. Lẩu chuột bên chú Toàn đấy. Sáng nay đấy là vừa mới dậy xong cả nhà, chú nó gọi mà sang luôn, chú đi bẫy được đấy cả nhà nhé. Thì bây giờ bẫy chuột bây giờ chỉ có chú Toàn đấy. Mình cũng bẫy nhưng mà ngày xưa thì mình còn đi bẫy được, nhưng bây giờ tại thứ nhất là bên nhà mình là ruộng nương người ta nó lấy hết rồi thì người ta rồng dưa rồng màu thì không bẫy nữa, nhưng là cũng không còn nữa, chuột nó không còn như bên cánh đồng bên đấy. Cánh đồng bên đấy thì là nó vẫn còn rộng rãi lắm bẫy, nhưng mình lại bảo chú mình, thực ra chú không thích bẫy đâu. Mình cái động viên chú bảo thôi bẫy thì anh em mình làm video với mẹ chủ yếu là để ăn đấy. Để mình mới bảo là để chủ yếu anh em mình ăn là chính đấy, xong quay video sau chia sẻ cả nhà sau nó như thế đấy. Thì chú lại bẫy được là hơn 20 con, thế chú bảo hơn 20 con rồi. Đây là khu khoáng anh em lại đến tập trung để làm ăn nẩu chuột. Mời cả nhà cùng mình đi sang bên chú Lê Toàn Phút đấy, để ăn nẩu chuột nhá. Một buổi sáng đấy, chúc cả nhà một buổi sáng mát mẻ đấy. Sợ uống rượu mà về đây, cả nhà nồi nước mà thân thánh chưa, sôi bùng bùng. Đó. Vừa vặn lắm cả nhà, thơm lắm. Diền xả các kiểu con nào điểu. Đây là hai đầu bếp Xuân và Tôn đang rửa chuột, mổ chuột. Đấy. Các bố làm cẩn thận thế nhỉ, sạch quá nên làm gì phải cạo nữa. Thôi vàng là thôi. Thôi vàng. Còn đánh phấn nữa. Với cả nhà, rau chuối này, lá mơ này, rau má này, rau cải đắng của bà này, đấy, bát bổ thần thánh này. Nồi nước dùng đang chờ chuột, tí kích nữa đây là xong. Đấy cả nhà, đây là nồi nấu chuột ngon lành cành đào. Đúng món ăn dân dã. Hello, chào cả nhà nhá. Hôm nay mày sang cậu Toàn này, cậu đãi mày cái mới là cái món chuột đồng, nấu chuột đồng. Mỗi lần đầu tiên được ăn đấy. Đấy cả nhà, bây giờ chặt lên đĩa nhá. Đấy như thế. Hello. Lẩu chuột. Lẩu ngon hơn. Ngon lắm, thịt luộc. Cả nhà ngon chưa? Nhìn chuột vàng óng. Cũng mê chuột luộc hơn. Hơn này mà. Đấy ngon chưa cả nhà? Đúng một khay. Đấy. Màu đẹp đấy, màu đẹp cũng đẹp đấy. Một khay thịt chuột. Gọi là gà đồng, chuột đồng. Đã xong hoàn tất, chờ một ông nữa đến là bụp. Cái người chờ người trực để bực nồi cơm, bực lắm, cay lắm. Này, bác biết này, bác biết cái nước màu của bác làm tuyệt vời. Tuyệt vời. Thôi tuyệt vời, chú cũng phải thôi. Đấy, riêng chú là phải. Hello, xin chào đại gia đình nhà mình nhá. Hôm nay bù bã rồi. Bù bã rồi. Cắt cơm. Ở nhà biết đến cái là nó đi ăn tân gia nhà, đâu cỗ cưới. Từ sáng đã hai đám như thế này. Tuyệt vời. Quá ngon. Bản ươm. Ui giời. À, nửa khay vào chú Xuân ạ. Chú trả lửa vào đi, ăn nó bó bã. Sữa nó to, ăn giòn lắm. Ăn trễ cái mồm. Trễ mồm. Kêu cục cốc. Quá ngon đấy cả nhà. Quá ngon. Quá đẳng cấp rồi. Bác Biển. Đấy. Bác Biển bác nói nè, bác bảo là ăn lẩu chuột
chú Đình Xuân. Chú bỏ nào bỏ chuột. Thế rồi. Chú bỏ kéo dài. Bỏ kéo dài như mồm chuột. Trong kích nữa đây. Thế. Món đặc sản đồng quê thịt chuột. Thì mồm mồm chuột đấy. Nhưng mà nó là cái nước này của bác Biển phải nói là nước này là nước thần thánh. Nước thần thánh đấy. Nếu mà nói lẩu chuột chỉ có bác thôi. Chuột. Đấy thì chắc tôi em chỉ có bác thôi là lẩu chuột. Đấy lấy chuột. Bỏ kéo dài. Chuột cả trong mồm à? Chuột trong mồm à? Đi từ sáng là cả nhà, từ sáng là Lê Quyền là đi ăn hai đám rồi, một đám tân gia nhà, một đám cưới rồi, về là cũng hơi to tiếng. Chuột mà chu cái mỏ dài ra kéo dài gọi là chuột. Chuột gọi là chuột. Cảm ơn cả nhà đi. Cảm ơn cả nhà tranh thủ nước chuột chưa chín thì chăm chăm nhá. Chuột đây mồm. Chuột đây phải mồm phải mọ nhọn ra. Thật nhọn. Mọ nhọn ra. Chuột. Ở gia đình nhá. Ây da đấy. Rượu bây giờ nghe nó tân tiến hẳn lên nhỉ. Nào. Em gì cái nào? Đây à. Ông muốn không? Hai ba. Yeah. Tuyệt vời mặt trời chưa? Cho nhiều lá mơ vào. Lá mơ vào cho trước để cho phai. Ai ăn được thì ăn, cũng cứ để cho nó phai. Phai màu, phai chấm ừ. Đây, cho chấm bên này. Đây này, em thử cái lưu dùng của bác với cả cái hoa chuối nhá. Ừ. Mới đại gia đình mình tranh thủ gọi là chuột. Chuột chưa chín. chuột thế ông em chấm mấy này bán quả thật đấy. Tranh thủ nước chuột chưa chín. Đấy, chuột chưa chín cả nhà. Chuột lấy cái bát khác. Ừ, lát lại đến. Chuột. Đấy, tuyệt vời. Cho anh em mình. Ở đâu mà bát đây? Lại sang má. Lại ra đây nhà mình nhá, rồi là tranh thủ chuột chưa chín. Anh em nhà mình hài hước một chút. Chuột. Nhục. Nút nút. Anh nhau cứ chấm dòng má. Cả nhà đây là cứ cho công nghiệp là nhanh nhất, thích ăn tốc độ nhanh được hết đấy. Bây giờ là chín chưa, có bố bù bi thôi hay là chén nữa xong là bù chùa sau chén nữa, chén nữa đi, chén nữa cho đúng thủ tục đi nào. À. Chén nữa bắt đầu ba ba ra bảy. Ôi trời, quả này chưa sắc chưa, quả ba ra bảy cả nhà nhá, chơi quả dợ ba ba ra bảy này nha. Nào chưa xuất đâu, cay nước mắt cay quá chấm liền thôi cả nhà này. Quá, ôi à, thôi bây giờ chú răng đợi nếu có ăn được má nó dài cứ nhấn răng chín rồi chuột này dài trông cả nhà nhá. Ôi rồi ba chỉ đây cả nhà nhìn nhá, nó bỏng đấy, ơi ngon quá tuyệt vời cả nhà nhìn nè. Cái này bỏng đấy, nó tê lỏng quá, gắp lên cho nó hấp dẫn đấy. Ôi trời, cả nhà đây nè. Bao biển mà âm. 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 Nếu mà có nóng chú đừng có nhổ ra, chú cứ cố gặn chín nữa ấy được. Cố. Quá tuyệt vời. Đấy, làm cái đấy. Thổi đi. Thổi đi, không ăn tụt nữa đấy. Thổi đi. Nóng lắm. Nóng này. Nào, mời lại đi nào. Ui dồi ôi. Thôi mời cả nhà này. Chắc thử cái món lẩu chuột. Ai, chú mà. Thần thánh nhỉ. Đấy, mời cả nhà. Ui dồi ôi. Đẹp quá. Quá tuyệt vời. Đúng rồi. Ừ, mình chắc món này là. Nhưng mà bác Biển nhà mình hay nói là ăn thịt chua này là phải nói nè. Chu cái mỏ mình phải kéo dài. Chu cái mỏ nó dài. Kéo dài như chuột. Tuyệt vời, nên 39 này, đại gia đình nhà mình nhá. Ôi giời. Chưa bao giờ được ăn thịt chuột bao giờ sao, ngon thế. Chuột. Có vào đây. Ngon quá. Ngon quá. Ngon quá. Chín mỏ. Mà tồn nằm miếng thì nó dẫn. Mời cả nhà đi. Dùng món này, món mời đã định kéo phụt phụt cả chuột ra ngoài. Ôi trời ơi, hết nước miếng luôn rồi nhỉ. Hết nước chấm, hết nước miếng, quá tuyệt vời luôn.
Nào anh em mình nhảy lên nhỉ. Nhảy lên cho nó. Hết nhá. Hết nhá cả nhà ơi. Đấy, cả nhà nhìn này. Ui giời. Cả nhà ơi nhìn này. Đấy. Tuyệt vời một trời, hết chưa? Đấy nó phải ngon như thế. Nhưng mà uống cốc rượu vào cũng như là mỏ chuột thôi này, nó kéo dài. Chuột. Mỏ nó phải cầu em mỏ luôn đấy, ông ngồi đây. Ông ngồi đây. Này thôi rồi. Này nóng lắm cả nhà. Nóng. Ui giời nóng. Thôi đi, thổi kỹ vào. Quá đỉnh. Mắc quyền một chuột. Chuột. Ui giời ôi mình này mày. Chuột mát kìa, gầm chuột mát kìa. Làm mới rau thôi. Mới rau. Ui giời ơi, nhớ có bả rồi. Mắc quyền vào đi. Cái này thần thánh của bác là có hoa chuối nữa. Chuột. Tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Chuột. Lẩu chuột đấy cả nhà. Hương quê gắp đâu miếng. Cậu ăn cậu gắp lên đây này. Đâu rồi? Cậu gắp. Thôi cậu gắp. Thôi để cháu làm view. Ngày thật tinh vào. Mời cả nhà nhá. Mời cả nhà này. Mời anh em nhá. Mời mấy anh em chú cháu mày nhá. Để em biển làm view miếng ba chỉ chuột này. Wow. Chuột. Ngon quá tuyệt vời. Ngon. Cái mỏ kéo dài đúng như mỏ chuột. Quá tuyệt vời. Béo ngậy. Béo ngậy. Chuột chù đấy. Ngon quá ngậy. Tuyệt vời đấy. Ba chỉ đấy. Quá tuyệt vời. Tuyệt vời đấy. Ồ thế ông xong rồi à? Xong rồi sao no rồi. Ừ. Ăn mấy miếng rồi ngon quá. Ông đi cỗ bàn về. Không phải cỗ đây chuột đây. Chuột đông. Không đừng gió nội đấy. Đấy chú cầm tay chú vận như kiểu rong muống nấu canh. Quá ngon. Nhà uống riêng với chú sắc cả. Nồng nóng không gặp. Đây anh. Thôi đây nhá. Máy này. Đấy anh em. Cái này không gặp nhau rồi. Mời cả nhà nhá. Rồi. Máy ra đây rồi. Đấy. 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 Chuẩn đấy. Ngày xưa cổ kim đấy. Đập cậu công nhận không? Đấy. Đập. Rau muống nấu canh cua là phải đập vỗ đập vận. Nó dập. Vâng đấy. Thịt trâu. À đây. Nó phải xanh đỏ. Ba chỉ dây cục cục. Đấy. Tuyệt vời. Ui trời ơi. Quá ngon rồi. Cái gì? Mời bác cái. Lại mời à? Vâng. Sao mời nắm thế? Các chú này nâu không được bữa thịt nẩu chuột các chú cứ mời nắm thế này thì cặn lắm nhỉ. Quá đỉnh. Này, cho ngon đấy. Vâng. Đấy à. Đấy cậu ăn nẩu chuột chỉ có rau má, rau mơ, hoa chuối ba cái này thôi. Chú được. Vâng. Hai dặm, nhập bảy hai dặm. Vâng. Cả nhà ơi, nhìn chuột này. Phải hai giọt à? Hai anh em mình à? Hai anh em sầu riêng đi. Úi giời kinh nhỉ, hai anh em còn sầu riêng à? Úi giời, ngọt cành lắm nhỉ. Hai anh em nắc đi, giật thật lực vào. Đấy, tình cảm ấy. Cái chén rượu nó mới tình cảm đi lên đi xuống được. Mời đã đỉnh nhá. Người Việt ta là nó có cái chén rượu. Mời anh em mình mời nhau mà anh ơi xuống nhà em uống rượu chứ chẳng bao giờ anh ơi xuống nhà em ăn cơm. Ăn cơm anh không xuống đúng không? Người Việt làm ăn cơm là không ăn đâu. Đúng rồi. Chẳng hoặc là anh xuống nhà uống coca này cũng không xuống, mà mời anh xuống nhà uống bia thì anh còn tạm được. Đúng không? Câu chuyện của nó là như thế. Nó phải có chén rượu. Cay quá. Cay lắm. Con cho nhiều này cay. Chuột thổi nha. Gặp ấy ăn ấy xong bắt đầu ăn gì rất nhiều, ăn đi. Lật cửa lên ăn. Lật lên này, còn này. Đấy. Cháo lên ăn xong lại thuyết. Chuột ngon lắm cả nhà, nẩu chuột tuyệt vời mặt trời luôn. Đây. Mời cả nhà nhá. Ui giời ơi. Đấy. Anh chắc đâu rồi anh? Anh nhà mình làm cá nhỉ? Ngon quá nhỉ. Sao mà. Đẹp quá. Dạ. Thế chứ anh. Cả nhà này đông khỏi cái này. Khỏi cả nhà nhá. Khỏi này. Tuyệt vời quá nhỉ. Đúng là nâu lại. Mời cả nhà cho mình nhá. Mời cả nhà nhá. Mời cả nhà đây. Ừ, xong tí nữa các anh em phải cảm ơn chú Toàn một chén này chú còn chịu khó đi bẫy đâu con là căng đấy. Nào, ê, xong chưa nào? Cái đây nào. Cả nhà mình ơi. Hai ba nào. Hai. Chuột bọ này nó bôi trơn vào họng khác. Có biển mà ăn chuột. Chuột. Đâu này? Nhấm đi em ơi. Nóng chưa? Nguội chưa? Đấy, rắc bổi vào. Ăn càng canh càng tốt cái đồ này, ăn càng canh càng tốt. Cả nhà nhìn này. Ôi giời ba chỉ này.
Wow, đúng là chuột giúp bạn. Hớp rượu của biến chuột công đẳng cấp. Tự nhiên nhá. Ừ, tự nhiên ạ. À. Thế chú tự nhiên à? Ôi, tôi cũng thông cảm cho chú Quyền, tại vì là chú sáng từ sáng đi hai đám này rồi. Hai cuốc rồi. Ừ, một cuốc đám cưới. Ra nhà xong. Đấy, nên là ngồi với anh em tí chú đi rồi. Đây cả nhà. Đấy, chuột đây. Đấy, bắt bộ thần thánh nhá. Phải chấm riêng đây. Đấy, nó rộng quá. Bàn cứ liên tục chạy. Nghĩ mùa, cái nào chú mùa này cuối năm này là nắm đây mà cả nhà. Chuột. Nấu chuột. Chạy gọi là chóng mặt nhưng anh em thì quên được cái món. Cảm ơn. Đang cắm cả nhà. Đó là hai chú cháu ngồi thưởng thức xong rồi chú lại đi đâu. Cả nhà, hai chú cháu mình. Hai chú cháu cả luôn. Đấy cả nhà có con, bây giờ còn có bốn cái người bên đấy không tính mình với Toàn nữa mà hai chú anh em lại hai chú cháu. À, thế còn hai uống kéo đi kéo lại. Có tí làm sao tất cả nhà mà chú phải chúc chú Toàn một chén này chú còn chịu khó bẫy chuột cho không? Con này còn lâu chú bẫy. Thích ăn chuột này phải. Còn lâu mới có chuột thật. Đồng ngon như thế này mà ăn cả nhà. Ô chú đi bẫy nhiều lắm. Đấy. Giống cỏ nhà khói. Ừ. Quá tuyệt vời luôn. Tuyệt vời mà trời. Ăn nó ngon đấy chú mà. Ừ. Nhà ơi nè. Chín quá. Chín quá. Quá tuyệt vời này. Bốc hơi bốc khói ngùn ngụt cả nhà nhá. Ừ. Đấy bắt đầu này. Đây cả nhà nhìn đấy. Đỏ loe đỏ loẹt như gấc. Loe đỏ loẹt này. Bán được chấm tỏa nó pha đúng. Quá tuyệt vời. Đi xỉ luôn. Mời cả nhà nhá. Ôi giời. Wow. Sướng đời ta điền. Sướng đời ta điền nhảy đúng không? Bảo sướng đời ta điền. Xả đây. Rồi cho mẹ hai đi. Hai đấy. Kho đấy. Cả nhà nhá. Xả tất đi chú ạ. Đốt tất thì xả kho đấy. Ôi giời. Điết vào đấy một trời. Quá tuyệt vời. Cả nhà. Ui giời ơi. Ui mẹ hai nhá anh em mình phải làm cái chúc mừng cái nhỉ. Đồng khởi cả nhà nhá. Phải đồng khởi một cái nhỉ. Đâu, mẹ hai nào. Cả nhà đâu. Oh. Mời cả nhà đi. Mời cả nhà nào. Mời cả nhà, mời các chú câu nào. Chú Toàn cũng hết đi. Mời cả nhà nhá. Anh em mình phải là cảm ơn chú Toàn. Tối rồi chú. Ừ, tối rồi chú lại chịu khó đi. Chú còn chịu khó tối rồi sáu ủng mà lại còn đi ngó như anh em mình ngủ trên giường này chú có đi không? Nói chung là kỳ này. Mời cả nhà. Chịu khó. Khó dần đi này. Mời cả nhà. Tôi thích ăn chuột là. Bẫy mình ăn thì là mình phải. Mà chịu khó. Chịu khó còn, còn như biển là cũng chịu khó lắm nhưng mà biển bây giờ cũng có tí tuổi rồi là cũng chịu nhọc lắm rồi. Còn biển bẫy thì đẳng cấp đấy mà các bạn biết đấy, bẫy rắn bẫy chim bẫy chuột cái gì cũng hay. Xả ra để cháu nó xả cho ngồi bên cạnh thằng cháu đại diện thằng cháu cả đấy, cháu cả bên nhà mình đấy to nhất đấy. Cháu ngồi mấy lần nhỉ? Úi dồi, hình như thế thì chưa có cái nào à? Kiểu này Phi thế này, để chú sắc chú nói kiểu này. Kiểu này là chú nói ý sao ấy? Ờ, nói ý rồi. Cái gì vậy? Bảo chú gì, quên là gì hôm nay cho chú đi, thế này chú lại nói ý sắc cái này à? Anh mới lại chú Xuân một cái, anh mới chú Tô một cái nhỉ? Ba anh em lên thì nó mát mẻ. Hai chú cháu mới rượu nhà lúc này hai chú cháu không gặp nhau. Ừ. Nhà ba. Ba có biển đó mà rượu đúng chọn đấy. Rượu ta cũng trưởng tướng. Rượu ta trưởng tướng. Cháu mình riêng. Cho chú Toàn cổ vũ. Hai chú cháu mình riêng nhá. Và nhà nhá. Nhà nhá cổ vũ. Đấy hai chú cháu nó bá vai bá cổ nhau đây hai chú cháu rồi. Gì chú. Tình cảm đang đi lên. Còn mình với hai thằng em uống riêng. Thôi. Cái rượu nó thế này uống nó mới đã đời đã điển. Đúng rồi. Thấy là bắt tất vào. Thế. Bắt tất vào. Nhấm cho xôi thì xôi. Nhấm cho đỡ mồm. Dạ. Nhấm đi. Rồi chín tứ ăn nước ngon. Chín tứ ngon à? Ôi tao cải đâu suốt, tao chưa thấy tao cải. Đây. Hình như chưa cho phát nào ấy. Rồi hai phát rồi. Thế nha. Rau cải đắng vào đây này. Bỏ đâu thôi bây giờ. Giảm tẹo đi, giảm tí đi. Ăn cái ăn nấu này phải chỉnh. Đấy đúng rồi. Giảm tí là vừa. Đấy này. Vậy, đấy. Báo cáo anh ấy là tao uống được thế. Đấy, kể cả tao cãi anh ấy. Ôi thôi, tắt đi là hỏng rồi. Nặng phải môi rồi. Ở đường mày quá. À đây à. Kìa. Tao nhỏ nhỏ thôi, vẫn nhỏ thế thôi. Thế thôi. Cái rau cải đắng này này. Còn cái rau mơ này mà cho được ai ăn ăn coi vậy cho cái nước dầu thơm. Đấy. Thôi, cái cải đắng này ăn ngon nhất. Hai cậu cháu này ba anh em thì nó thế này. Ba anh em. Ha. À, thích anh chưa? À, vâng, thế. Vâng, vậy đó. Ngon lắm. Tuyệt vời một trời. Giờ sau cậu Toàn cứ chịu khó đi bẫy nhá. Ừ. Cứ chuột. Rồi, cháu ngay.
Ngon quá, trong nhà làm đấy con nói đẳng cấp ở bếp làm mà nó rất ngon. Mở cả nhà. Mở nhà. Rau cải đắng này. Ăn rất ngọt, rau cải đắng là của bà rồng nhá. Đó. Ăn mềm. Anh lại chúc sức khỏe riêng chú Xuân cái nhà. Đấy. Ui. Chú Xuân nhà trực tiếp nhá. Vâng. Mời bác nhá. Chúc chú Xuân sức khỏe. Sức khỏe ạ. Cảm ơn bác nhá. Ok. Rồi các chú tỏ rồi. Yêu mỗi bác kiểu này. Đến là cháu chúc riêng ông cậu Lê Toàn qua. Cậu Lê Toàn này. Phải rồi, phải cho bà nhìn cỡ chén của Toàn vào cho hết trống bông rồi nè. Cả nhà có cái đề nghị canh Lê Toàn nghiêng chén vậy. Chúc lại gia đình sức khỏe nha. Nó hai cậu cháu lâu lắm rồi. Trống bông nghiêng ra này. Cậu đi trước cháu đi sau này. Đấy. Ê nhà này hôm nay đấy. Được, hôm nay cậu tông đi lên cháu là rất mừng. Mày hãm cái miếng là ba chỉ bà. Tốt lại. Lâu lắm mấy cậu cháu lâu cháu gặp nhau. Hãm cái đùi rồi. Hãm đây, cháu hãm đi. Hãm đi, cháu ơi, hãm đây mạnh lên. Hãm mạnh lên cho nó. Cháu là rất nhiệt tình. Cháu là rất nhiệt tình. Cháu là rất nhiệt tình. Cháu tìm việc bà chỉ chắc hết bố rồi nhỉ. Vẫn còn. Đây này. Toàn đùi thôi. Toàn đùi. Nhiều lắm. Hết bà chỉ, đùi đúng. Đùi có bố. Đấy. Đấy. Này còn không ăn các bố diễn viên cả nhà, các bố diễn viên các bố tận toàn dưới ba chỉ hết. Ba chỉ. Đến lúc mình cắm máy lại thì còn được một hai miếng còn toàn đùi. Thế mới đời, thế mới cay. Thế rồi. Đời mẹ thế cứ mổ chu cái mỏ chua. Ăn đùi thì nó nặng làm gì nữa. Mấy ông uột mà lâu lâu yếu. Cả nhà ơi. To lắm. Ăn. Chú đồng ăn nó mềm hơn, ngọt ngoằm sướng. Sướng lắm, cả nhà. Nó đấy. Cái nhà kéo 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 2, 3, 4 vui lắm cả nhà. Vui quá cả nhà. Chả biết cỗ to cũng nào nhưng mà bọn mình này, cứ cả nhà biết chia sẻ anh em nhà mình nha. Toàn anh em con cháu nhà cỗ to nó, cũng một to tiếng rồi. Vui lắm. Ăn cái mỡ rau mỡ muống rồi đúng không? Đúng rồi là vui chú sẵn. Vui lắm. Nhưng mà cái to này sướng. Người ta hơn cái giàu có. Nhưng anh em chẳng có thì hơn cái tình cảm. Đấy rồi. Cuộc đời an nhiên tự do, tình cảm thích ăn thì ăn, thích nói gì thì nói, chẳng ai làm gì được. Đúng rồi, đấy. Bác cả nói quá đúng luôn đấy. Anh nói thật đúng không? Người ta có tiền có của nhau, ăn nói người ta phải có ý tứ. Như anh em mình cứ thẳng thật nông thôn mà nói, sắn quần lên tận miệng nói chuyện luôn. Cứ bình vườn, anh em mình cứ bình vườn. Ôi cứ bình vườn này, hay anh với chú này bình vườn cái nhỉ? Cả nhà, chuẩn luôn đấy. Anh em bình vườn cái. Nhà mình đây là cứ bình vườn. Này kẻ này 50 đi nào. 100%. Ui dồi, 100% thật đấy. Cuộc sống cứ tự do thế thôi mà. Không liên quan đến thằng nào cả. Cứ mà lên con số 100. Mày. Bác Phấn mà, bác Phấn bác bảo là đấu trường 100. Uống riêng bác Toàn bác đường ngay. Ui dồi. Mày riêng ta nhiều quá rồi đấy. Đâu mấy cái này cái. 3-4 cái. Đây là bác mời em 2 cái. Em mời bác cái thứ hai. Giờ các chú cứ hay để ý anh thế nhỉ. Ba cho cháu mình nhờ. Ôi trời ơi, ba cho cháu mình thôi. Cả nhà. Mình đi chơi nữa, ba cho cháu mình. Em miếng có chịu đấy. Trời. Đường này mà chát cơm tuyệt vời. Cái kiểu đi tour ấy. Chợ lắm. Ê, cả nhà nhá. Cả nhà, cái cạn hết rồi. Công nhận đúng là nồng chuột ăn vẫn là ngon với chuột luộc. Có đỉnh. Vẫn là đẳng cấp rồi. Vẫn là ngon nhất trong hàng món đấy. Nó là đẳng cấp rồi. Đây này, vẫn còn miếng mùi này. Tuyệt vời mặt trời này. Cơ à, cứ xả riêng thật nhiều, cái đầu chuột, đầu chó, đầu mẹ. Đấy bà đấy. Riêng xả ớt. Thế thôi, sao vàng này nọc nước mẹ. Nước mẹ là ăn nhau cái nọc nước mẹ cả nhà. Chua quá cũng không được này. Đúng không? Mà nhạt quá cũng được. Nó phải vừa, nó phải đúng tầm. Đấy, nó phải đúng tầm. Đấy, nó như đấy. Xong là cái khi cái nồi này nó phải có lá mơ, dòng bốn chân này. Dù ăn hay không có cái ném vào trước này, nó ra cái bốc một mùi nước nó quyện vào nhau thích lắm. Đấy, hôm nay mình chia sẻ ra là tại lẩu chuột bên chú Toàn. Chú Toàn thì bây giờ là phải đi bẫy. Đêm hôm chú bẫy được thì video có thời gian kết thúc để anh em theo đây nhá. Chào cả nhà, hẹn cả nhà đến sau cái nhỉ. Chào thầy nhá. Chào cả nhà.